Mẹ ơi, con về rồi. Con về rồi nè. Mẹ mở cửa cho con đi. Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con đi. Mẹ. Chú Tư, sao chú lại ở trong nhà con? Nhà nào của con? Nhìn lên cái bảng kìa, nhìn lên cái bảng kìa, kìa kìa. Đó, thấy không? Vu Quy. Cái bảng này người ta hay treo cái chỗ đám cưới á, hiểu không? Hiểu không? Báo cho con biết luôn một tin vui, ngày mai á chú Tư với mẹ con á sẽ làm đám cưới và cái nhà này á sẽ trở thành cái nhà của chú Tư với mẹ con, còn con á theo ba con về Sài Gòn ở, hiểu không? Không được. Mẹ đừng có cưới chú Tư mà mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con vô nhà đi mẹ. Mẹ con không có nhìn con nữa đâu, đi đi. Vì nó cứ một mực đòi cô, cho nên cô phải diễn vở kịch này cho tôi, để nó cam tâm từ bỏ cô và sống một cuộc sống mới với tôi. Không được. Sao tôi có thể làm cho nó tổn thương như vậy được? Cô đừng quên là cô đã viết giấy từ nó và cũng từng thề độc. Nếu cô cãi lời tôi, cứ để nó đòi về đây với cô á, thì coi chừng lời thề độc đó. Ủa, quay em á hả? Em kiếm anh hả? Em muốn cà phê, anh kêu cà phê em uống. Nước chanh ha, hay là muốn nước dừa? Để em leo dừa hái dừa em uống nha. Anh Sang, có chuyện gì? Tôi có chuyện này muốn nhờ anh giúp. Sáng làm chồng. Mẹ không được lấy chú Tư. Con. Mẹ không được. Mẹ không được cứu chú Tư. Mẹ. Sợi ơi. Mẹ không được cứu chú Tư. Mẹ không được à. Mẹ đưa con à. Mẹ đừng bỏ con mà mẹ. Mẹ. Con về sống với ba con. Mẹ. Chạy. Chạy ơi, tha lỗi cho mẹ con ơi. Kể từ bây giờ, bến Sậy không còn là nhà của con nữa. Mẹ con đã từ bỏ con rồi. Đây là giấy mà mẹ con viết từ bỏ con. Con tự đọc đi. Cam kết từ bỏ quyền nuôi con. Tôi tên Dương Thị Thanh Huệ, cư ngụ tại Cù Lao Bến Sậy, Trà Vinh. Tôi đồng ý giao con trai của tôi là Trang Duy Bảo cho chồng cũ của tôi là ông Trang Minh Thiên nuôi dưỡng. Tôi xin cam đoan từ nay sẽ không bao giờ gặp lại con trai tôi hay tranh giành quyền nuôi dưỡng con trai tôi với ông Thiên. Sài Gòn, ngày 13 tháng 10 năm 2003. Ký tên Dương Thị Thanh Huệ.
Sáng nè, nghe nói Hệ dầm mưa bị bệnh viêm phổi nặng lắm. Nghe nói bà bị viêm phổi á, không khéo á, chuyển qua Hoa Lao luôn. Cái... hết trị luôn đó. Cho nên sáng mới vô thăm Huệ, mua đường sữa bịch cam đem cho Huệ nè. Nè Huệ, Huệ. Dạ cảm ơn anh. Nhận đi em. Thay mặt nó, tôi cảm ơn lòng tốt của ông. Bây giờ nó còn mệt lắm, ông làm ơn á, đi về giùm cho. Quyền gì đủ tôi à... ai mướn. Tự nhiên thay mặt bạn bè gì thứ này, Hệ thấy không? Không có thứ bạn bè nào mà kêu bạn mà dầm mưa. Dầm mưa đến nỗi bị bệnh luôn. Nói như Hệ rồi, đừng bao giờ tin tưởng bạn. Bạn không có chăm sóc được đâu. Chỉ có chồng mới chăm sóc cho Huệ tốt thôi. Huệ lấy chồng liền đi Huệ. Có sẵn đây rồi nè Huệ. Trời đất ơi, cái ông khó ưa này. Người ta đang bệnh nha. Bệnh lấy chồng hết bệnh. Đó, Huệ thấy không? Bạn bè gì bắt Huệ dầm mưa. Anh Tư à, tại tôi dầm mưa nó mới bệnh thôi. Con Lan nó phải gửi con qua nhà chị Mai giữ giùm để nó qua lo cho tôi. Anh đừng có nói tầm bậy. Đó, nghe thấy chưa? Nãy giờ giỡn. Nói giỡn không có vui gì hết trơn á. Biết rồi, Hệ à. Mày nói chuyện với mấy cái người tào lao này làm gì? Thôi mày nằm xuống nghỉ ngơi đi, uống thuốc sao? Hệ à, hay là để cho Lan về chăm sóc chồng đi. Còn con ở nhà nữa, để sáng vô thay mặt. Ủa, thay Lan lo cho Hệ. Hệ à. Ông đi về giùm cái đi. Con Huệ nó nói là không thích ông bao nhiêu lần rồi mà cứ bám theo nó hoài là sao? Nãy giờ Huệ có nói câu này không? Có mình cô nói hoài à? Huệ thích tôi, Huệ có nói không? Bộ tôi không thích cô kiếm chuyện tôi hay gì á? Bây giờ ông cứng đầu phải không? Cứ chen vô chuyện tôi hoài, muốn gì? Tôi kêu bác sĩ nha. Kêu bác sĩ làm gì? Mày cái bỏ ông lại. Mày là sao ăn? Tát vừa phải thôi. Cái cô Huệ à, sáng về nha. Phia phia, sáng vô thăm Huệ nha Huệ. Còn nói nữa tôi. Ê. Nè quân tử á, động mỏ không có động thủ. Đi. Thiệt thằng cha khó ưa này. Muốn nổi điên với ổng á. Mày nằm nghỉ đi. Có tao ở đây, ổng không dám vô nữa đâu. Nè à, ông chủ. Dạ, để tôi xách cho ông chủ. Không cần đâu, đây là đồ trong bệnh viện của Bảo, để tự nó xách được rồi. Con cầm đồ của mình đi. Dạ. Ba về rồi. Con trai của ba. Nè, đây là anh hai con đó. Khôi, gọi anh hai đi con. Tại sao nó lại là anh hai con? Khôi, không được hỗn với anh hai. Anh hai kể từ nay sẽ ở với nhà mình đó con. Đúng đó con. Nè con trai à, anh hai không phải do mẹ sinh ra, nhưng mà con với anh hai á đều là con của ba. Anh hai á sẽ thương yêu con. Nè nói chuyện với em Khôi đi. Con không chịu đâu. Con không cho nó trong nhà. Trình bày với con đâu. Khôi. Cậu Khôi. 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 Khôi à. Anh đừng có giận nó nha. Nó còn nhỏ, nó không biết chuyện. Không sao đâu, anh hiểu mà. Con đừng có giận em nha con. Dì có chuẩn bị phòng cho con rồi đó. Không biết là con có thích hay không nữa. Bảo, cảm ơn dì đi con. Dạ, cảm ơn dì. Có gì đâu nè. Thôi mình lên phòng đi con. Đi đây, để dì xách cho con ha. Rồi, dì dẫn con lên phòng nha.